trị chướng cái ế ở mắt. Dạ minh sa tán bột cho vào gan lợn nấu ăn. Bệnh thứ hai là trị mụn sưng tấy chảy mủ. Dạ minh sa một lượng, quế nửa lượng, nhũ hương một phân, tán bột. Lấy một nửa lượng đường cát khô trộn với nước giếng bôi vào chỗ trị chỗ sưng tấy đấy. Bệnh thứ ba là mủ thối chảy từ lỗ tai ra, thì dạ minh sa hai chỉ, xạ hương 1/4 muỗng cà phê đổ vào trong tai. Bệnh thứ tư là trị thong manh không nhìn rõ, thì dạ minh sa sao vàng với gạo nếp một lượng, bách diệp sao một lượng, sau đó tán bột trộn mật làm viên bằng hạt ngô đồng, uống với trúc diệp, tức là lá trúc đấy, lá tre đấy, trước khi ngủ mỗi lần 20 viên, đến canh năm gà gáy sáng uống 20 viên, liên tục cho đến khi khỏi bệnh. Bệnh thứ năm là trị sốt rét không dứt. Dạ minh sa tán bột, uống với nước trà nguội, mỗi lần một chỉ. Nếu sốt rét cơn không định kỳ, lâu ngày không khỏi, thì dùng dạ minh sa 50 viên, châu sa nửa lượng, xạ hương một chỉ, tán bột, viên với cơm bằng hạt đậu xanh lớn, uống trước khi lên cơn sốt, mỗi lần 10 viên với nước sôi.